Ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ đem tới anh em full cái series mà mình làm về cái máy hàng cell pin mà sử dụng cái con MOSFET nha anh em. Cái này nó khác với cái loại truyền thống là chúng ta sử dụng cái biến áp lò vi sóng nha. Ở đây mình sử dụng tất cả toàn là bằng cái linh kiện điện tử. Và cụ thể đây là một cái mạch hàng bằng MOSFET kết hợp với những cái công cụ bổ trợ cho nó. Và ở đây là cái timer cũng như là cái thiết bị dùng để cân bằng cái điện áp dành cho cái nguồn cung cấp năng lượng, đó chính là siêu tụ ha. Ở đây mình sẽ sử dụng siêu tụ điện nha anh em. Cái mạch timer này nó rất là hay, nó có rất là nhiều chức năng. Nó vừa cân bằng siêu tụ, nó vừa phát xung, rồi nó vừa, nói chung là nó nhiều tính năng lắm. Nó bảo vệ đủ thứ và nó nói chung là nó sẽ phục vụ tốt nhất cho cái việc mà mình sẽ hàn cái cell pin mà sử dụng MOSFET nha anh em. Và đây là mình có hai cái siêu tụ nè anh em. Hai siêu tụ này thì mỗi một cái nó có dung lượng là 1200 farad và điện áp đặt vào tối đa của nó là 3V trên một cái tụ. Và hai tụ mình sẽ được là 6V. Và mình nối tiếp lại để mình được 6V, mà mình khi mình hàn thì mình chỉ cần khoảng 4,4V nè. Và đây là cái thanh đồng. Thanh đồng này nó sẽ dùng để kẹp lên trên cái mạch MOSFET của chúng ta để tăng cái khả năng dẫn điện cho cái mạch MOSFET ha. Và trong cái máy hàn điểm này, mình nói với anh em là để làm được nó, cái thứ quan trọng nhất không phải là cái gì khác mà đó chính là cái mạch MOSFET này. Mạch MOSFET là cái mạch dùng để chịu công suất, để tải công suất tức thời diễn ra rất là nhanh, chỉ trong vòng vài mili giây để chúng ta thực hiện được một cái điểm hàn. Và cái mạch MOSFET này là một cái mạch cực kỳ dễ bị hư hỏng. Và cái những cái hư hỏng của nó có thể nó để kể đến, đó chính là cái việc mà cái con MOSFET của chúng ta nó sẽ bị sốc điện, nó bị nổ toàn bộ cái MOSFET. Và anh em biết là một giá của một con MOSFET thì nó không có rẻ, và khi nổ MOSFET thì nó cũng khá là nguy hiểm. Thì nói chung ra việc chúng ta thiết kế cái mạch hàng điểm, hàng cell pin này mà sử dụng MOSFET, sử dụng siêu tụ điện như thế này, thì cái quan trọng nhất chúng ta cần phải quan tâm và bảo vệ đó chính là cái mạch MOSFET và những cái con MOSFET hàng ở trên đó. Vì vậy việc thiết kế cái mạch MOSFET này nó cũng yêu cầu rất là nhiều thứ phức tạp. Ngoài ra thì việc gia công những cái thanh kim loại đồng này nó cũng sẽ làm tiêu tốn rất là nhiều những cái thời gian, những cái công cụ, những cái công sức của anh em. Bởi vì mỗi cái một chút khi chúng ta đem đi gia công đó, nó sẽ rất là tốn thời gian, rất là mất thời gian và mất rất là nhiều thứ mà trước đây có thể anh em chưa bao giờ đụng tới, chưa bao giờ gặp phải. Và bây giờ chính anh em phải là người tìm cách giải quyết những cái vấn đề mà nó liên quan đến cái mạch hàng điểm này để chúng ta có được một cái mạch hàng điểm hoàn chỉnh. Bây giờ mình nói đơn giản giống như cái việc mà anh em khoan một cái lỗ ở trên cái thanh đồng này đi. Anh em cũng phải cần có cái mũi khoan, anh em cần phải có cái máy khoan. Đó. Và mũi khoan bao nhiêu ly, to lỗ nhỏ như thế nào đó. Rất 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 là nhiều những thứ mà anh em cần sẽ phải tìm hiểu, nghiên cứu khi anh em bắt tay vào, anh em làm từng cái một giống như mình đang làm như thế này. Thì anh em sẽ thấy được là việc làm cái máy hàn điểm bằng cái MOSFET và siêu tụ điện như thế này nó thật sự rất là phức tạp luôn. Nó đòi hỏi mình phải có khá là nhiều kiến thức, khá là nhiều những cái công cụ hỗ trợ, máy móc để mình có thể mình thực hiện gia công những cái cơ khí. Và từ cái cơ khí chúng ta sẽ lắp ráp vào để thành được cái hệ thống mạch điện. Phải nói là cực kỳ phức tạp anh em. Mình làm cái máy, làm cái mạch hàng siêu tụ này, mình cảm thấy nó quá phức tạp luôn. Phức tạp đến mức ngoài sức tưởng tượng của mình luôn anh em. Anh em thấy nè, đây là mình phải trả giá bằng trả giá bằng máu. Nói vui đó, đó. Những cái tai nạn trong cái lúc mình gia công ha, là cái tay mình ban nãy bị chảy máu như vậy là do mình khoan cái lỗ, mình khoét cái lỗ to để bắt vào trong cái đầu vít của con siêu tụ nè. Đó, trong cái lúc mình khoét thì mình
đã gặp tai nạn và cái tay của mình nó đổ máu như thế đó anh em. Nói chung là mình nói thật là anh em, là khi làm cái chủ đề về siêu tụ này, hàng mấy hàng xe pin bằng siêu tụ á, thì nó thật sự quá phức tạp luôn, quá trời phức tạp. Nếu như anh em có ít kinh nghiệm, có ít kiến thức và ngại rủi ro thì mình khuyên anh em nên đi mua nguyên một cái máy hoàn chỉnh về cắm điện là xài thì nó sẽ khỏe hơn làm giống như mình như thế này. Còn làm như mình thế này thật sự là nó quá vất vả anh em ạ. Và đương nhiên là khi anh em mua một cái máy hoàn thiện, hoàn chỉnh thì giá chắc chắn nó sẽ phải cao. Còn nếu mà anh em tự lắp ráp, mua đồ về tự lắp ráp thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình mục đích chính là vừa làm vừa nghiên cứu, vừa để ý mình tìm hiểu thêm này kia kia nọ kiến thức, cho nên là mình đã quyết định mình làm tất cả mọi thứ thủ công. Từ hàn xì, cắt, gọt, tất cả mọi thứ đều làm thủ công hết, và thật sự là nó tốn khá khá là nhiều thời gian, khá là nhiều công sức, khá là nhiều những cái kiến thức mà trước đây chưa bao giờ mình tiếp cận, mình chưa bao giờ tìm hiểu, mình chưa bao giờ biết được tới nó. Và bây giờ mình phải tìm cách để mình xử lý nó. Và cái việc xử lý cơ khí thật sự là một cái việc rất là chua anh em, xử lý cơ khí nó chua hơn nhiều chúng ta xử lý mạch điện. Vì vì mình không hề có bất kỳ một cái đồ nghề thiết bị gì về liên quan đến cơ khí hết. Tất cả đều phải mượn, phải mua, phải. Rồi giờ mình sẽ hàn thử với xung là 5 mili giây, điện áp là 4,4 V cho một xung duy nhất với cái kẽm 0 chấm kẽm này kẽm 0.15 và thép không gỉ nha. Thép không gỉ này nó giống như cái đế của cái mạch pin đó. Còn cái này là kẽm 0.15, mình chỉ cần kẽm khoảng 0.15 thôi là chắc cũng ok. Còn nếu dày hơn nữa thì mình nghĩ nó vẫn đáp ứng được, nhưng mà cái này thì mình chưa có đủ bộ kim hàn này, hiện tại mình chỉ mới có bộ cơ bản thôi. Chưa có bộ kim hàn cũng như chưa có cái bộ hấp thụ điện dung nữa. Cho nên là giờ chỉ hàn 5 mili giây, hàn kẽm 0.15 thôi nha. Với cái kim hàn cùi bắp mình lấy từ mạch 200K nha anh em. Đó, dịch thử. Đó, anh em thấy cái gì không? Thử cái này nữa nha. Rất là nhẹ nhàng đơn giản luôn. Ây da. Rồi, đây. Cho anh em xem. Mối hàn là không có đen một miếng nào luôn nha anh em. Mối hàn nó sáng bóng luôn. Cái người ta theo như tính toán á, thì người ta khuyến khích là mình chỉ nên hàn dưới 4,4 V nha anh em. Có nghĩa hàn tối đa khoảng 4,4 V thôi. Không nên hàn cao hơn, hàn cao hơn nó sẽ làm đen mối hàn nha. Thì cái này mình hàn với 5 mili giây. Ây da. Thép không gỉ và kẽm thì nó dính nè, dính kẽm ở này hả anh em, kẽm bám rất chắc xuống thép không gỉ nha. Điện áp hàn chỉ có 4,4 V thôi, rất là thấp luôn, và coi như là kẽm này coi như là bám rất là chắc rồi đó anh em. Nhiều người cần là kẽm cho nó xé nó rách này kia thì mình theo mình nghĩ mình cũng không cần đâu, mình chỉ cần bám mà mình xé mà nó lủng như thế này là rất là ok rồi. Nè chỉ có 5 mili giây thôi nha anh em, 5 mili giây thôi mà hàng như vậy thì đối với mình là nhu cầu cũng đủ đó. Mình chỉ cần cái quan trọng là cái hàng nhôm anh em, hàng nhôm thì hiện tại thì chưa có cái hệ thống chống nổ cho nên là mình chưa dám hàng nhôm nha anh em. Khi nào có đủ cái bộ hệ thống chống nổ kim hàn to đi thì mình sẽ thử mình hàng nhôm, còn này mình test mình thử trước thì mình hàng thường thôi chứ mình chưa có hàng nhôm này kia kia nọ nha. Này test thử 5 mili giây là thấy phê 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 rồi đó. Giờ mình thử mình nâng lên 8 mili giây, không cần nâng quá nhiều đâu, nâng lần chút mình sẽ biết được cái giới hạn nó là bao nhiêu ha. Đó bây giờ là 8 mili giây với điện áp là 4,4 V, kẽm và thép không gỉ. Kẽm và thép không gỉ thì thực ra mạch 200K nó vẫn hàn được, vẫn hàn ngon. Cái mình cần là hàn nhôm cơ chứ không phải là cái này đâu, cái này thì mình hàn cho vui thôi. Thử nó 8 mili giây nha anh em, một xung duy nhất nha, chứ mình không có xài hai xung nha, xài một xung duy nhất thôi. Đây là 8 mili giây, hai dấu mình mới hàn sau nè, ngay chỗ này nè,
rất là trắng, rất là đẹp luôn. 8 mili dây thì úi dìa là nó dính một cái kinh khủng long luôn anh em, cứng lắm. Nói chung là bấm cái này thì bay máy bay thì vô tư, không có phải suy nghĩ nhiều đâu. Rồi giờ mình cắt ngang đi. Rồi đây mình sẽ bấm thử một cái dấu với cái cường độ nó lớn hơn một chút nữa thử xem sao. Mili giây nha anh em, 10 mili giây. Ok, 10 mili giây thì phải cầm cho nó hơi chắc chắc tay tí. Xung bắt đầu nó hơi mạnh rồi đó. Nó em thấy khói chưa, không có dính kim nha, kim này kim sida mà nó không dính miếng nào luôn em, kim sida nhưng mà không bị dính kim nha, tại vì nó rất là nhanh, rất là mạnh, rất là dứt khoát cho nên là nó không có bị dính cái mũi kim. Rồi má ơi ngấu kinh khủng long luôn anh em. Thôi cái này như nó dính rất là chắc luôn rồi, giờ mình sẽ thử với seal pin 18650 coi xem sao. Rồi bây giờ là seal 18650 ha, mình sẽ hàn ở 10 mili giây trước, một xung duy nhất thôi. Thử nghiệm mà mình không có cần phải hàn mấy cái mà nó ghê gớm đến đâu, mình hàn mấy cái thường thường trước thôi. Cái này thì mạch 200K này nó vẫn vận hành ok nhưng mà mình bị đốt cũng mấy bộ rồi. Bây giờ mình xài mạch xịn hơn chút, mắc tiền chút đi, chỉ đơn giản là để hàn mấy cái xe này thôi, mục đích chủ yếu vẫn là nghiên cứu thôi anh em hả, chứ nghiên cứu là chính chứ không phải là để mà mình sử dụng thường xuyên đâu. Mình cũng rất là ít sử dụng luôn anh em, nói chung là mình cũng ít sử dụng mấy cái này lắm, mình đâu có làm nhiều 18650 đâu, mình cũng đa số mình làm là sale lipo này kia rồi thì nhiều thôi, chứ 18650 thì mình rất là ít làm. Dịch thương cái nữa nha, 10 mili giây nha. Đó, nghe một cái tách rất là đã luôn, và cảm giác là dính rất là chắc luôn. Nhưng mà 10 mili giây này mình cảm giác nó vẫn chưa có ngấu lắm, mình sẽ bổ sung thêm 5 mili giây của xung 2, tức là mình xài hai xung xung kép đó anh em, một cái xung 10 mili giây và một cái xung 5 mili giây, thử coi coi là nó có cải thiện gì hơn không nha anh em. Hai xung nha, đây là xung kép nè, đó xung kép đó. Wow, xung kép thì có vẻ là cái dấu hàn nó hơi to to hơn một tí anh em, hơi to to hơn thì chắc có lẽ nó sẽ chắc hơn đó. Bây giờ mình tăng xung kép lên 10 mili giây luôn anh em, là hai xung, một xung 10 mili giây, một xung 10 mili giây, là hai xung liên tiếp nhau nha, hai xung liên tiếp nhau là 10 10 á. Rồi với tử nó, ôi nó phê này mẹ, rất là êm, mới hàng rất là êm, rất là trắng, rất là đẹp luôn, rất là chắc. Này là nói chung là mình rất là yên tâm, không có gì phải sợ nếu mà sử dụng bay, dùng để đóng pin để bay drone này, mấy con drone này kia thì thoải mái ha, không có gì phải suy nghĩ đâu. Bây giờ mình sẽ tăng xung 2 lên 15 mili giây nhanh em, 15 mili giây xung 2. Xung 1 mình giảm xuống còn 8 mili giây thôi, thử coi nó có gì khác biệt không nhanh em. Đó em thấy tóe lửa luôn anh em hả, cọng dây hàng nóng lên luôn anh em, rất là êm luôn, rất là ngấu nha. Theo mình là như vậy thì rất là ok rồi, không có gì phải xoắn đâu nè. Mình mới chơi cái xung 15 mili giây với 8 mili giây mồi nè, là hai cái trên này nè, ồ nó ngấu kinh khủng luôn anh em. Này thì bay thì không sợ rồi, rất là thoải mái luôn ha. Nói chung là dùng để hàng xe 18650 thì quá ok, không có gì phải phàn nàn hết. Thật sự là làm cái mặt hàng này chủ yếu mục đích cuối cùng vẫn là nghiên cứu xem coi là làm sao để có thể hàng được nhôm, chứ không phải là hàng những cái xe pin 18650 này. Tại vì khi mà hàng những cái xe 18650 như thế này thì anh em chỉ cần cái mạch 200K và một cái bình ắc quy thôi là anh em đã có thể hàng được rồi. Ok anh em, thì sau một hồi suy ngẫm nghiên cứu một vài sách vở thì mình bây giờ mình quyết định mình sẽ hàn thử một cái chân nhôm vào trong cái mạch điện này như thế này luôn nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ bấm một cái điểm cho nó dính cái miếng kẽm, cho nó cố định miếng kẽm trước.
Sau đó mình sẽ để cái chân nhôm của xe pin lên, và sau đó mình sẽ đẩy cái kẽm lên, sẽ đè kẽm ở trên, làm mô hình giống như lần trước mình vẫn mình có thử nghiệm trên cái mạch 200K đó, và kết quả là nổ tan MOSFET đó. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm lại giống như vậy luôn, không biết kết quả nó sẽ như thế nào hết anh em. Bây giờ mình sẽ thử ha. Rồi mình sẽ tăng cái thời gian hàn này lên khoảng 20 mili giây nha anh em. Mình hàn hai xung, xung này khoảng 20 mili giây. Rồi. Rồi giờ mình sẽ dứt thử nha anh em. Liều ăn nhiều anh em ơi. Liều ăn nhiều anh em ơi. Mình vừa dứt mũi đầu tiên anh em. Anh em thấy hai cái lỗ hơi khó nhìn nè, hai cái lỗ tròn tròn lên sao nó không lấy nét nhỉ, bắt để mình bắt nét vô cái đó. Anh em thấy có hai cái lỗ mình mới nhấn nó chìm xuống nè, mà không biết nó có ăn tới dưới chưa nữa, mình cũng sợ nó chưa ăn tới dưới anh em. Mình cũng không dám tăng thời gian quá dài nha anh em, tại vì nó chưa có mạch chống nổ nên mình cũng không dám tăng thời gian quá dài, nhưng mà mình thấy nó lúng xuống một khúc rồi nè, không biết nó có ăn không, cảm giác thì nó cũng 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 chắc chắc đó, nhưng mà không biết là liệu nó có ngấu tới dưới không. Thôi giờ mình bấm cái rìa này nè cho nó sát vào một tí nữa đi, bấm cái rìa của kẽm thì mình sẽ giảm xung xuống. Mình giảm xung xuống để mình bấm cái rìa nha anh em. Cái rìa này nó cũng hơi meo rồi. Rồi. Bấm cái rìa ok nè. Rồi giờ bấm lên kẽm tiếp nha. Bấm kẽm thì mình phải tăng thời gian lên. Bây giờ bấm cái rìa thêm tí nữa đi. Còn một cái rìa nữa nè. Rìa ở đây. Đó. Cũng tương đối cũng thấy ổn đó anh em. Cái chân xeo nó ngậm vô cũng nhiều rồi đó, nó ngậm vô cũng khá khá nhiều rồi đó anh em. Nhưng mà không biết có chắc không. Giờ chắc hay không thì mình tăng thời gian mình lít cái xung cho cái nhôm đi, mình tăng lên 22 mili giây nha. Mình tăng thêm 2 mili giây cho xung thứ hai nữa. Rồi, giờ mình dứt thử cái thử nghiệm mà. Liều ăn nhiều thôi anh em. Thua rồi chúng. 2 3. Ồ, nó lúng cũng sâu xuống lắm đó anh em. Lúng cái dấu lúng cái mối hàn mình xuống sâu lắm đó anh em. Mình nghĩ như vậy là khá là ổn đó anh em, chứ không phải dở đâu nha, cũng ổn lắm đó nha anh em. Mình cảm giác là nó xuyên qua cái nhôm luôn anh em, xuyên qua cái nhôm luôn. Mình nếu mình không chắc thì mình sẽ bấm lại ngay cái dấu cũ nó để coi là nó sẽ có ăn xuống được nữa không nha anh em. Mình sẽ bấm lại vào dấu cũ nha. Mình bấm lại vào dấu cũ để cho nó lúng xuống sâu á anh em. Để cho nó ăn xuống mạnh thêm tí nữa cho nó dính cái kẽm xuống với cái thép không gỉ luôn, là nó bảo đảm là nó sẽ chắc cú nha. Giờ thì chắc ăn mình rút không ra rồi đó anh em, rất là chắc. Cái này thì mình nghĩ là rất là ổn rồi đó anh em. Vậy là có thể bêm được rồi đó. Nha, mình nghĩ là ổn rồi đó nha. Chứ không đến nỗi là nó tệ đâu. Và với xung kép 10 mili giây và 22 mili giây mình thấy khá là ổn. Cần thiết mình sẽ tăng lên 25 mili giây luôn. Nhu cầu của mình chỉ cần vậy thôi đó anh em, mà mình phải làm một cái mạch úi gì đồ sộ kinh khủng.
Chẳng qua là mình cũng sợ là ví dụ như thà mình đầu tư một lần nó không hỏng, mà để nó hỏng tới hỏng lui thì cũng mệt lắm anh em ạ. Nhất là dấu cũ nha. Nhất là dấu cũ nó im ru luôn anh em. Xuyên qua đó anh em. Với dạng chân nhôm này thì mình vít 4 dấu thôi anh em. Mình vít 4 dấu là được rồi. 4 dấu là nó xuyên xuyên qua luôn anh em. Khá là ổn anh em. Có tương lai là sẽ xài mấy cái chân nhôm này mà không phải cần phải bấm kẽm sẵn lên luôn anh em, vẫn có thể được luôn á nha, ngon lắm á. Rồi giờ mình sẽ thử mình lấy một cái chân nhôm không rồi mình bó kẽm mình hàn nó thử xem sao. Nè bây giờ mình có mấy cái seal mà mình tháo cũ nè, seal phù nè, nó còn cái chân nhôm không nè anh em. Giờ mình sẽ đặt kẽm lên, mình bó lên rồi mình bấm thử hai lớp coi coi nó sẽ như thế nào nha anh em. Mình không thể bắn một lớp được giống như là của người ta làm nha, tức nghĩa là bấm miếng kẽm mà dính lên trên này mà chỉ có một lớp thôi thì sẽ không làm được đâu, tại vì cái đó nó hàn laser á, còn cái này là mình hàn điểm thì mình phải bó hai lớp mới được. Bây giờ mình thử mình bó hai lớp coi coi nó sẽ như thế nào nha anh em. Rồi nè anh em để ý nha, ngay cái đầu chóp ở ngoài này là mình có bỏ để là một miếng kẽm rất là nhỏ này, thấy không, là nó cả trên và cả dưới luôn, bó tròn lại. Bây giờ mình dít cho nó dính lại với nhau thôi là mình có thể hàn thiết lên trên này được rồi anh em. Quan trọng là nó chắc là được nha. Bây giờ mình sẽ thử cái. Ok, mình sẽ có làm một cái đế, sau đó mình sẽ giảm xung xuống còn khoảng 15 ms giây. Xung 1 là 10 ms giây và xung 2 là 15 ms giây nha, vì kẽm nhôm này thì nó khá là mỏng. Nó mỏng lắm, nó không có dày, cho nên là mình sẽ giảm thời gian xung xuống. Sẽ nhấn làm sao để cho hai cái lớp này nó dính lại với nhau. Cũng khá là khó nha. Ở giữa là sẽ là nhôm. Vì cái khoảng cách này nó hơi bé thì nó sẽ hơi khó hẹn. Mình thấy có một vài kiểu là người ta sử dụng cái đế có điện anh em, người ta sử dụng cái này trên nhấn xuống, thì cũng thấy có kiểu đó nữa nha, mà mình chưa thử kiểu đó, thì mình sẽ thử đại thử kiểu đó coi nó sẽ như thế nào. Nhưng mình nghĩ là nó sẽ không ổn lắm, thôi mình vít hai dấu lên hình hai cái kim lên cùng một chỗ đi, giống như kiểu truyền thống nè, vít hai kim lên cùng một chỗ coi nó sẽ như thế nào. Nhỏ quá, diện tích nó nhỏ quá, khó làm thật. Nhà chơi miếng nhôm mượn lên tí ta, đó vừa làm được dấu rồi đó anh em. Rồi nó dính xuống dưới cái đế dưới luôn này, dính xuống dưới cái đế inox ở dưới luôn này. Ồ, dính luôn rồi nè. Giờ sẽ tìm cách gỡ nó ra, đừng để cho nó dính cái đế dưới. À, dạ, dính luôn rồi. Ây da, da, da. Căng thế nhờ. Ok, anh em, khả quan anh em. Nó xuyên qua cái nhôm luôn, nó xuyên qua cái nhôm mà nó dính hai lớp kẽm lại với nhau luôn anh em. Khá là khả quan nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bỏ phần đó đi, mình làm cái chân dài dài này tí coi coi nó sao nha anh em. Giờ mình sẽ làm cái chân nó dài như thế này luôn. Rồi sau đó mình bó kẽm cũng tương tự vậy ha. Mình bó hai lớp, mình đo chiều dài kẽm xong mình bó hai lớp cho nó nha. Rồi. Đương nhiên là vẫn phải chừa ra một khoảng để có thể là hàn được và nó không làm quá cứng cái chân á. Khi làm quá cứng cái chân thì nó có thể nó sẽ ảnh hưởng tới cái chân nhôm này, nó gãy chân nhôm này, cho nên mình phải chừa cho nó một cái khoảng cho nó tự do anh em. Mình bó nhưng mà đừng có bó nó quá sát nha, mình bó cũng vừa thôi đó, bó là như thế này nè, kẹp cái kẽm vô bên trên và dưới, rồi bấm cái tạch cái chừng hai dấu ngay giữa thôi hoặc là bốn dấu gì đó là mình có thể dùng để mình hàn cái thiết vô được rồi. Hoặc là mình nếu mình có điều kiện mình bấm mạnh, mình bấm xuyên qua mình hàn dính xuống kẽm kẽm không nghỉ cũng vẫn được luôn, cũng ok luôn, cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, tại vì cái đế pin của chúng ta thì nó có cái lớp kẽm không, cái thép không nghỉ ở dưới đó, thì mình bấm cho nó xuyên qua luôn thì cũng được luôn. Rồi giờ mình sẽ bấm
Rồi em thử xung 20 mili giây luôn anh em, để cho nó xuyên qua hai lớp kẽm luôn, xuyên qua hai lớp kẽm mà chỗ xuống dưới luôn nha anh em. Em thấy tóe lửa không? Em thấy tóe lửa không? Nè, xuyên tới dưới luôn rồi nè, hai dấu dưới nè, này là mặt trên nè, mặt trên thì có vẻ hơi hơi nát nát nè anh em, tay do mình nhấn nó không có đủ lực á, nên nó bị nổ, nó lủng cái kẽm với nhôm luôn. Nhưng mà có điều là nó xuyên được tới dưới rồi nè, xuyên gì thì rất là chắc luôn, bao hàng luôn đó anh em, gì là có thể chắc là gì có thể hàng được luôn rồi đó anh em. Hoặc là nếu không thì mình có thể dùng cái này mình dít nó dính lên thép không gỉ, mình dít ngược lại cho nó dính lên thép không gỉ cũng vẫn ok luôn, là mình hàn mà không cần phải sử dụng, không cần sử dụng mỏ hàn luôn đó, mình hàn xuyên qua luôn. Mình sẽ tăng thời gian delay lên khoảng 1,5 giây để mình giữ cái kim cho nó chắc, cái hồi nãy mình giữ kim không chắc cho nên là nó bị tẹt với mối hàn, cái không có đi xuyên xuống dưới cái kẽm không gỉ được. Bây giờ mình tăng thời gian lên và mình sẽ nhấn cho nó mạnh tay hơn một tí cho nó xuyên xuống luôn. Rồi tịch rồi anh em, tịch rồi, tịch rồi, tịch rồi, tịch rồi anh em, xuyên xuống dưới luôn rồi, xuyên xuống dưới luôn. Ấy không dính rồi, không dính, không dính, không dính, nhưng mà nó xuyên xuống luôn này, xuyên hai ba lớp, nói chung là nó trộn giữa kẽm và nhôm, nó trộn tè le hột me trong này luôn này, rất là chắc luôn, bảo đảm là nó sẽ này, bảo đảm là nó sẽ vô tư luôn, mình có thể hàng đây rất là thoải mái mà không sợ nó bị tụt luôn nha anh em, không sợ nó tụt luôn, rất là êm, chắc ăn hơn nữa thì anh em có thể nhấn hai cái viền, nhấn hai cái viền ngoài này một tí, nhưng mà anh em nhấn với cái xung nó nhỏ nhỏ thôi, anh em nhấn cái viền để cho nó tăng thêm cái độ chắc chắn á, thì mình nhấn cái viền nó nhỏ, ví dụ như anh em xài hàng mà hàng thiết á, sau khi mình hàng kẽm rồi mình hàng thiết sau á thì mình sẽ nhấn thêm hai cái viền nha, mình giảm tốc độ xung xuống, nhấn hai cái bên hai cái viền là ok. Nhấn cho nó hép cái viền, hai cái canh viên rồi lại nè là được. Nó mình bóp hai canh viên lại anh em. Anh em nhớ lót cái gì đó mà nó không dính nha, chứ lót cái này thì nó dính thì cũng hơi khoai đó. Rồi đó, mình bấm thêm hai canh viên lại nữa nè. Hai canh viên hai bên. Vẫn là ổn luôn. Rồi, thì anh em có thể hàng chân nhôm thoải mái rồi nha. Hàng chân nhôm cách thoải mái. Ở đây mình đã bổ sung thêm cái mạch hấp thụ điện điện cảm ha, mạch hấp thụ điện cảm để chống nổ cho hệ thống MOSFET. Hệ thống MOSFET của chúng ta rất là nhạy cảm với điện vì nó phải tải công suất rất là lớn và nó sẽ rất là dễ bị nổ MOSFET, cho nên nó cần thêm một cái mạch gọi là mạch hấp thụ điện cảm. Và anh em cứ tìm hiểu về cái lý thuyết tại sao mình cần phải hấp thụ điện cảm để làm sao đó để mình bảo vệ MOSFET, anh em cứ tìm hiểu đi. Kiến thức nó rất là nhiều, rất là bao la, và anh em cần phải dung nạp, anh em nạp cái kiến thức nó vào và sẽ hiểu được rằng là lý do tại sao chúng ta cần phải có những cái mạch nó cồng kềnh phức tạp như vậy. Và đây là cái điểm mình hàn thử trực tiếp lên cái chân cell, hàn trực tiếp luôn anh em. Và do là lần hàn đầu tiên cho nên mình hàn có nhiều chỗ anh em thấy nó nổ hơi bị mạnh tay, do mình chỉnh cái lực bấm nó quá mạnh đó anh em, cho nên là nó xấu xấu như thế. Và đây là sau khi mình đã từ từ mình điều chỉnh lại một chút thì những cái điểm hàn thử nghiệm của mình nó đã càng ngày càng đẹp hơn. Mình hàn trực tiếp lên kẽm, mình hàn trực tiếp lên cái chân đồng của cái xe pin, cái chân đồng mà kẽm là cái chân trừ của xe pin đó, ngon lành luôn. Chơi dài anh em, bấm dính miếng kẽm như trong cái đít nồi luôn, cái này cái nồi nè, nồi nhôm nè, bấm kẽm dính vô luôn mà lủng cái nồi luôn. Rồi chuyến này chắc bị chữ đã luôn anh em.
dỗ xiên qua luôn anh em. Đó, trời ơi nó lủng một lỗ luôn kìa. Má ơi, mẹ không biết có lủng cái nồi không nữa. Chết thật chứ. Mục đích cuối cùng khi mà mình làm cái máy hàn xeon này thì vẫn là để khẳng định một điều rằng ở Việt Nam chúng ta dù ít hay nhiều hoặc là dù có công khai hay không công khai thì vẫn có những người người ta đã làm ra được những cái sản phẩm nó rất là tốt. Chẳng hạn như việc hàn xeo pin mà hàn bằng máy hàn điểm như thế này là rất là nhiều người đã làm được rồi chứ không phải là không làm được. Chẳng qua là người ta không có nói thôi. Cho nên là một số ông bán hàng gọi là bán hàng đúng nghĩa luôn, không biết gì về kiến thức, không có kiến thức gì về chuyên môn về kỹ thuật á, mà quảng cáo gọi là hàng sale pin thì phải hàng điểm như thế này, không được hàng tiết trực tiếp lên vân vân và vân vân, hàng như thế nào đó nó mới tốt đó. Thì chẳng qua mấy ông đó cũng chỉ là nói miệng, nghe người này nói nghe người kia nói và nói lại thôi, chứ thật sự ra tôi nói thật chứ với những cái người như vậy á không bao giờ biết được là người ở bên trong cái viên pin hay là khi mà người ta làm nó sẽ trải qua một cái quá trình nó như thế nào đâu. Nói chung là chỉ mấy người đó chỉ biết bán hàng PR và bán hàng thôi, vì họ công việc của họ là chỉ như thế thôi, họ không có cần phải biết những cái thứ bên trong này. Và khi chúng ta gặp những trường hợp như vậy thì mình nghĩ là chúng ta cũng không cần phải giải thích chi cho họ, tại vì như những gì anh em đang đang xem trên video này và đã xem tới cuối video này đã cũng đã thấy được rằng việc làm những cái này nó thật sự là nó đòi hỏi một lượng kiến thức rất là nhiều, rất là khó. Nhưng chung quy lại thì sao, tất cả những gì mà nước ngoài làm được Việt Nam mình làm được và làm rất là tốt luôn, chứ đừng có so sánh là đồ Việt Nam làm không tốt, đồ nước ngoài làm xịn hơn, dây chuyền nhà máy gì đó các kiểu nha. Ở Việt Nam mình vẫn dư sức làm, mà chẳng qua là ta không có ai nói, người ta không có la làng lên thôi, tại vì ở Việt Nam mình rất là dễ bị học lỏm. Chỉ cần làm ra chút xíu thôi là 10 người học theo và làm rất là nhanh. Vì sao? Vì người Việt Nam rất là thông minh, họ học lỏm rất là nhanh đó, cho nên là ở Việt Nam thường sẽ ít công khai hơn ở bên nước ngoài thế thôi đó. Chứ không phải là Việt Nam không làm được nha, Việt Nam làm được, làm rất tốt, rất là xịn, rất là im luôn á. Và cái máy hàn xeon này sử dụng siêu tụ điện này thì thật sự là ở Việt Nam mình thấy nó hơi hiếm. Đa số anh em Việt Nam thì vẫn xài cái máy hàn xeon truyền thống, là cái máy sử dụng biến áp lò vi sóng hơn là sử dụng cái siêu tụ. Và khi mà mình lựa chọn quyết định sử dụng và làm cái máy hàn bằng siêu tụ này thì mình cũng đã tham khảo rất là nhiều nguồn từ tài liệu, những cái nguồn, những cái kiến thức, những cái thứ mà nó cần để phục vụ cho cái nhu cầu của mình, thì mình mới quyết định là mình làm cái máy hàn bằng cái siêu tụ thay vì mình làm bằng biến áp lò vi sóng. Tất cả đều có lý do hết chứ không phải là tự nhiên làm cho vui, bỏ tiền ra làm điên làm khùng gì đó để quay video này kia. Nói chung là video quay này thì chẳng có được gì bao nhiêu đâu anh em, nói thật luôn là nó cũng chẳng có kiếm tiền được đâu. Cái quan trọng đó là mình thu lại được một cái lượng kiến thức, một cái kinh nghiệm và cái thứ mà mình làm ra nó phục vụ được tốt cho cái nhu cầu của bản thân mình, cho công việc của mình. Đó, thế thôi, đơn giản thế thôi, chứ không phải là để mình làm ra quay video xong cà khịa người này cà khịa người kia. Đối với mình chuyện đó nó sẽ không có giúp cho mình phát triển được, mà cái mình có được đó chính là cái kiến thức khi mà mình trải nghiệm, mình làm bất kỳ một cái chuyện gì đó, bất kỳ chuyện gì cũng vậy hết. Anh em phải bắt tay vào làm đi, anh em sẽ thấy đủ thứ, những cái khó khăn nó sẽ hiện ra để anh em phấn đấu, anh em vượt qua nó, anh em cố gắng làm để đạt được nó. Và anh em sẽ thấy khi mình được thu được cái kết quả cuối cùng á, mình sẽ cảm thấy nó rất là vui, nó rất là sung sướng khi mà mình thành công, làm mình thành công á. Rồi ok, anh em muốn làm cái máy hàn xeo pin mà bằng siêu tụ giống như mình để hàn được pin lipo rất là ngon, hàn những cái loại kim loại nó đặc biệt, những cái loại mà vật liệu khác nhau để kết dính nó lại á, thì anh em có thể làm giống như mình hoặc liên hệ với mình để mình tư vấn cho anh em sẽ làm gì, mua cái gì hay là làm sao để có thể làm được giống như mình nha. Đó, cái này nó hàng tùm lum loại vật liệu hết, hàng nhôm, hàng kẽm, hàng đồng, hàng gì tùm lum hết, nó hay hơn cái máy hàng biến áp lò vi sóng nhiều nha anh em.